Theo Bộ Công an, dự kiến từ nay đến ngày 1 tháng 7 sẽ cấp được tổng cộng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Hiện tại thì toàn bộ lực lượng đang được chỉ đạo triển khai toàn diện và quyết liệt thực hiện việc cấp thẻ cho nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu đến ngày 1 tháng 7 cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, Bộ Công an cho biết, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp căn cước công dân tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các quận huyện, Hiện công an các địa phương còn thành lập 10 tổ lưu động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Các tổ công tác này làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Quá trình triển khai làm căn cước công dân lưu động tại cơ sở, giám đốc công an các địa phương phải nắm được cơ cấu dân cư từng vùng, từng miền trên toàn địa bàn để chủ động có cách bố trí thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu.